18 điều bạn sẽ không hề biết cho tới khi trưởng thành. Đừng sợ trưởng thành, cuộc sống kỹ năng, kỹ năng sống, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành dù sớm hay muộn. Có người sợ, phải, trưởng thành, có người muốn trưởng thành thật nhanh nhưng cũng có người lựa chọn vô tư chờ đợi sự trưởng thành đến theo cách tự nhiên của nó. Dù bạn thuộc vào nhóm người nào thì cũng chẳng có gì sai cả. Bởi trưởng thành đâu phải muốn là được. Đừng sợ trưởng thành, có người ngoài 30 vẫn chưa được công nhận trưởng thành. Có người mới 18 mà chín chắn cả trong suy nghĩ, các mối quan hệ lẫn hành động. Trưởng thành không phải chỉ đo bằng tuổi tác, những người đi trước nhiều khi không kể cho chúng ta nghe những chuyện phải đối mặt khi trưởng thành. Có thể vì chính họ cũng chưa chấp nhận nổi những sự thật phũ phàng đó, hoặc họ cho rằng rồi chúng ta sẽ hiểu khi được trực tiếp trải nghiệm. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối mặt với bao nhiêu thay đổi khi bắt đầu trưởng thành. Dưới đây là 18 bài học và cũng là 18 điều mà chỉ đến khi trưởng thành chúng ta mới nhận ra được. Trưởng thành, 1. Sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra con đường của mình. Trừ khi bạn nằm trong số ít những người may mắn sớm xác định được mục tiêu cho mình, còn không, bạn sẽ cần nhiều thời gian để thử nghiệm từng thứ rồi mới xác định được sở trường và ước mơ thật sự của mình. Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên. Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được. Diệp Lạc Vô Tâm, Sói và Dương Cầm. Đừng e ngại thử thách và thất bại. Thử và sai chính là phương pháp tốt nhất để bạn định vị bản thân mình. Bạn sẽ trưởng thành lên nhiều ở tuổi 20 bằng khao khát khám phá và tự thử thách bản thân. Hãy sử dụng quãng thời gian này để tìm hiểu chính mình một cách rõ ràng nhất, không phải vì sau này bạn sẽ không thay đổi nữa, mà vì đây là thời điểm hoàn hảo để lắng nghe và thấu hiểu bản thân, để biết mình trông đợi gì và có thể cống hiến được gì cho thế giới này. 2. Đừng mong chờ một cuộc đời bình lặng. Sẽ có rất nhiều thử thách, trở ngại và ngã rẽ xuất hiện trên con đường của bạn. Hãy cứ bình thản chấp nhận những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Đừng phủ định hay đối đầu với thực tại vì làm vậy bạn sẽ chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu đứng trước một cánh cửa đang rộng mở và một cánh cửa mà bạn đang cố phá bỏ để đi qua thì đôi khi việc đón nhận cánh cửa đã mở sẵn là một lựa chọn đúng đắn. Nói cách khác, đừng cố trở thành một ai đó hoặc cái gì đó không phải là mình. 3. Học cách quản lý tiền bạc ngay từ bây giờ. Hãy học cách dự trù và quản lý tiền bạc của bạn. Bạn nên biết cách chi tiêu thật hợp lý, mở một tài khoản ngân hàng, sử dụng thẻ tín dụng một cách khôn ngoan cũng như có thể sống mà không có tài sản thừa kế. Trong tương lai bạn sẽ thấy mừng vì đã học những điều này từ sớm. Hãy mua những món đồ chất lượng tốt để có thể sử dụng lâu dài thay vì những thứ đắt tiền mà bạn không dùng được quá một năm. Hãy đầu tư vào phát triển bản thân, trau dồi tri thức, sức khỏe và phát triển mối quan hệ với những người xung quanh. 4. Sẵn sàng đón nhận sự thay đổi. Thay đổi là điều tất yếu của cuộc sống, đừng đối đầu mà hãy học cách thích ứng với nó. Bạn cần biết rút kinh nghiệm và trưởng thành lên từ những sai lầm. Nên từ bỏ những thứ bạn không thể thay đổi. Đôi khi sự thay đổi sẽ khiến bạn đau đớn đến mức muốn xé toạc trái tim mình, nhưng vết thương sẽ lành nếu bạn mạnh mẽ đứng lên và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Phạm phải sai lầm là con người, vấp ngã là chuyện bình thường, có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành. William Arthur Wood, dù bạn chiến thắng hay thất bại, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục và bạn sẽ có những cơ hội khác để bắt đầu lại kể cả khi mọi thứ không diễn ra như dự định. 5. Có nhiều phương án cho một kế hoạch. Kỹ năng sống, nói về những kế hoạch, hãy khiến chúng thoải mái và linh hoạt. Sẽ tốt thôi nếu bạn có một kế hoạch về những điều bạn muốn làm và muốn trở thành trong vài năm tới. Nhưng sự thật là chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, chứ đừng nghĩ đến chuyện 5 năm sau. Sẽ tốt hơn nếu bạn có một kế hoạch linh hoạt và sẵn sàng thay đổi. Hãy nhớ rằng sự thay đổi của cuộc sống và con người sẽ làm xoay chiều mọi dự định của bạn. Đừng phí thì giờ dằn vặt mình vì hỏng kế hoạch, hãy tập trung đặt ra những mục tiêu mới để tiếp tục theo đuổi. 6. Thời gian có giới hạn, chẳng có gì là mãi mãi. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc bạn có và sống trọn từng giây phút hiện tại vì nó sẽ trôi qua rất nhanh. Cuộc sống luôn có những thăng trầm và đầy những bất ngờ chẳng ai biết trước. Vậy nên việc trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống là vô cùng quan trọng vì bạn sẽ cần nhớ đến chúng để vượt qua những thời khắc khó khăn.
Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao? Vincent Van Gogh, 10 năm đầu sau trung học sẽ trôi qua với tốc độ chóng mặt và trước khi bạn nhận ra điều đó, bạn đã bước sang tuổi 28 và đang tự hỏi ai đã đánh cắp thời gian của mình. 7. Cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Khi còn ở tuổi niên thiếu, bạn chỉ mới chập chững biết đến những bài học đầu tiên của cuộc sống. Cuộc sống là một người thầy khó ưa. Đầu tiên bạn sẽ được cho những kiểm tra, rồi sau đó mới được dạy cách làm. Cuộc sống sẽ ném mọi thứ mà nó có thể ném vào bạn, nó sẽ chèn ép và bóp nghẹt bạn cho tới khi bạn không thể thở được nữa, nhưng bạn không thể ngăn điều đó diễn ra. 8. Chúng ta chỉ có một tuổi trẻ để sống. Hãy tận hưởng tuổi trẻ khi bạn vẫn còn trẻ. Điều đó tưởng chừng như hiển nhiên mà nhiều người lại hay lãng quên. Hãy gạt bỏ những việc phải làm trong bucket list, danh sách những điều phải làm trước khi chết, nhiều nhất có thể khi còn trẻ, vì chẳng ai biết rằng bản thân mình thực sự còn bao nhiêu thời gian. Đừng chờ cho tới khi bạn đã già và không thể hay không có khả năng thực hiện những việc mà bạn thực sự muốn được trải nghiệm. Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành. Albert Einstein, nghiêm túc mà nói, bạn có thể nghèo kiết xác trong tuổi thanh xuân, đó chẳng phải là vấn đề gì to tát. Bạn còn có nhiều thời gian để kiếm tiền và ổn định. Hãy đi du lịch, khám phá và thực hiện những gì mà trái tim bạn khao khát ngay từ bây giờ. Bạn vẫn có thể kết hôn, có một gia đình, có con cái và khởi nghiệp khi bạn 20 nếu bạn muốn, nhưng bạn nên cố gắng cân bằng cuộc sống của bạn giữa trách nhiệm và niềm vui. Lời khuyên cuối cùng là hãy suy nghĩ lại về những cơ hội bạn đã bỏ lỡ. 9. Coi trọng sức khỏe. Khi bước vào những năm cuối của tuổi 20 và bắt đầu tuổi 30, cơ thể bạn bắt đầu mất dần sự chuyển hóa chất và năng lượng. Bạn bắt đầu có những cơn đau và thường phải đi ngủ sớm hơn. Để kéo dài tuổi thanh xuân, tránh sự lão hóa, hãy ăn uống tử tế, tập thể dục đều đặn, chăm sóc không chỉ thể chất mà còn cả tâm hồn. Đừng làm tùy hứng mà hãy coi đó như một điều bắt buộc. 10. Thái độ quyết định vị trí của bạn. Lớn lên, giữ một thái độ tốt có thể tạo nên mọi sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Mọi thứ sẽ dễ dàng và hạnh phúc hơn khi bạn có cái nhìn tích cực. Vì thế, hãy giữ thái độ của mình tươi vui và linh hoạt khi tiếp xúc với người khác và với những thử thách của cuộc sống. 11. Cách đối xử với người khác. Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và lịch sự sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Bạn sẽ được người khác coi trọng nếu đối xử tốt với họ. Đừng cho phép mình lăng mạ người khác ở bất cứ nơi nào hay buộc lỗi họ vì bất cứ điều gì. Hãy chịu trách nhiệm về chính mình, về hành động và cảm xúc của bản thân. Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm, cơ hội của đời là phục sự, bí mật của đời là dám làm, hương vị của đời là giúp đỡ, vẻ đẹp của đời là cho đi. William Arthur Wood, 12, không dễ dàng để có một mối quan hệ. Nói chung là các mối quan hệ đều khó xây dựng, không chỉ trong chuyện lứa đôi mà các mối quan hệ gia đình và bạn bè cũng thế. Hãy giữ liên lạc với những người bạn thực sự quan tâm và những người thực sự quan tâm bạn. Nhiều tuổi hơn cũng đồng nghĩa là bạn sẽ có ít bạn thân hơn và có thể mất đi một vài người bạn. Điều đó cũng không quá nặng nề, vì không phải mọi người đến trong cuộc đời bạn đều ở bên bạn mãi mãi. Hãy để họ ra đi và dành tình cảm cho những người ở lại. 13. Chấp nhận sự thay đổi trong các mối quan hệ. Hãy nhìn lại quãng thời gian bên người yêu cũ và biết trân trọng. Cho dù gương vỡ chẳng thể lành nhưng ít ra, bạn cũng đã có một trải nghiệm và học được điều gì đó từ nó. Đừng nghĩ rằng điều gì không ở bên bạn trọn đời thì không có ý nghĩa. Bởi lẽ, đôi khi, có những điều có giá trị vô cùng quan trọng với chúng ta vào một giai đoạn nào đó của cuộc đời và thế là đủ. Khi đã trưởng thành, nhất là khi bạn đã có gia đình, việc dành thời gian cho bạn bè sẽ càng khó khăn hơn trước. Không hẳn là do bạn. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng và khi đã nhiều tuổi hơn trong cuộc đời, mối quan tâm của mỗi người cũng dần chuyển dịch theo một hướng khác. Thế nên hãy chấp nhận sự thay đổi và tìm cách giữ lấy chúng. 14. Nắm bắt mọi cơ hội.
thành công lớn nhất của mỗi một con người là sau quá trình trưởng thành giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần là mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn. Khuyết danh, cuộc sống là phải nắm bắt cơ hội, trước lấy thời cơ và chấp nhận rủi ro. Đừng ngại những thử thách mới, đến một nơi chưa từng đặt chân, thay đổi việc làm, gặp gỡ những người lạ và học hỏi những điều mới mẻ. 15. Thoát khỏi các kỳ vọng. Sống đẹp, những kỳ vọng là nguyên nhân của mọi đổ vỡ. Hầu hết những kỳ vọng của chúng ta đều quá cao so với điều kiện xung quanh cũng như chính bản thân chúng ta. Chẳng có ai hoàn hảo và chẳng có bất cứ thứ gì đạt tới sự hoàn hảo. Cần thoát khỏi những kỳ vọng sai lầm hoặc quá tầm với. Bạn càng nhanh chóng nhận ra điều này sớm bao nhiêu thì cuộc sống sẽ càng dễ dàng hơn bấy nhiêu. Những kỳ vọng chỉ mang đến khổ đau mà chả ích lợi gì. Đừng quá kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Hãy trân trọng mọi thứ. 16. Cuộc sống là những rắc rối nhưng đừng quá lo lắng. Sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình. Richard L. Evans, sông có khúc, người có lúc. Đừng quá lo lắng vì đó là bản chất của cuộc sống. Cuộc sống vô cùng phức tạp và rắc rối, nhưng đừng tuyệt vọng vì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Hãy tiếp tục sống và thực hiện những việc mà bạn muốn. Đừng quá khắt khe với bản thân mình. 17. Không thể ổn định trong một sớm một chiều. Nếu bạn không tìm ra cách giải quyết những rắc rối của cuộc sống trước tuổi 30, hãy tin tôi rằng bạn không phải là trường hợp duy nhất. Nếu bạn chưa tìm thấy chỗ đứng trong cuộc sống hay sự nghiệp thì cũng đừng lo lắng, bạn vẫn còn thời gian. Nhiều người không bao giờ tìm ra được điều họ thực sự muốn làm, nhưng ngược lại họ có được nhiều trải nghiệm, học hỏi được những điều mới mẻ và trau dồi kỹ năng của mình qua nhiều loại công việc. Nếu bạn biết bạn muốn làm gì trong cuộc đời, hãy bắt đầu nó ngay lập tức, luyện tập càng nhiều càng tốt và bạn sẽ mau chóng tiến bộ. 18. Rộng mở trái tim mình và yêu thương nhiều hơn. Hãy luôn kiên nhẫn, đồng cảm, thấu hiểu, quan tâm và hòa nhã với những người xung quanh. Hãy biết chia sẻ và lắng nghe họ một cách chăm chú. Mọi người luôn thích nói về bản thân họ, vì thế bạn càng hỏi nhiều họ lại càng có hứng thú. Hãy yêu quý người khác vì họ là chính họ và nhận thấy rằng mỗi người là một sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa. Cuộc sống là một công trình dang dở mà chúng ta không thể biết được hồi kết. Tất cả chúng ta đều đang trên con đường kiếm tìm hạnh phúc và bối rối vì chưa tìm thấy sự viên mãn. Nhớ rằng cuộc sống là một hành trình và hạnh phúc nằm trên chính hành trình đó chứ không phải là ở đích đến. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã ghé xem kênh và để lại bình luận khen ngợi cũng như đóng góp. Chúng tôi trân trọng điều đó như một món quà quý giá để tiếp tục phát triển mạnh hơn nhằm mang lại những kinh nghiệm trong cuộc sống. Các bạn hãy bấm, theo dõi, follow trang của mình để cập nhật liên tục nhé. Nếu có bất cứ bản quyền xin vui lòng liên hệ email luunsam0811080a@gmail.com.